Ôi vậy đẹp quá à. Mang vô con, mang vô. Đi cà phê hả? Con đi ăn sáng hả? Ăn sáng ngon không? Xong rồi, về bắt con dán nha. Bắt con dán trên giường con nha. Bắt con giường. Nó trên giường con hả? Con dán hả? Rồi, đứng lên, đi đi. Đi, con ta lại cho ba. Hả bà đi nè. Hả bà. Hả bà đi. Ừ, hả bà. Hả bà. Bye bye. Bye em nha. Mặc đồ mắc cừ quá. Đóng cửa rồi kìa, thôi đi. Đi không? Này mặc đồ đi đi sinh nhật ba hay là đi bán vé số hay là đi bán tiếng rau thì không biết luôn á. Thôi kẹt tay, thôi đi nè rồi ơi. Đi. Đang ngồi ghế hả? Đang ngồi ghế hả? Ở ngoài ngoài kia kìa. À, đi chưa? Quét nhà hả? Mặc đồ đi quét nhà. Bó tay luôn. Ông bà cô chú em Tiger mặc bộ đồ này đi quét nhà nè. Ôi cái bộ đồ này, thiệt cái chịu không nổi luôn á. Thôi đâu có ai mượn đâu. Bữa lau nhà giờ quét nhà. Đâu tóc mới đâu, lấy ra cái nón ba coi cái tóc mới coi. Ừ. Nhiễu nhớ nhỉ, nước miếng nhiễu tè lè. Ta dừng té nha, cái điện thoại cho rồi. Rồi, cho con không tẹo, trời đất ơi. Té nha, con đi, con té là sắp mặt đó, ba nói thiệt đó. Nè, cái bục cầu thang nè. Cá giòm té kìa. Cá ăn nè. Ừ, cá ăn. Ăn sáng rồi, rồi chưa ăn. Con gờ sao? Rồi. Bồ gờ bữa nay gờ sắm bộ đồ này để chuẩn bị gờ đi bà làm tiếng rau 4.0 với ba nè. Làm trợ lý phụ với cô Miri nè, thu tiền nè. Ui coi chừng té luôn ơi. Đúng không? Hai bắp. Hai bắp hả? Hai bắp. Đây mẹ mở vô cho. Rồi lát mẹ mở vô túi cho con nha. Đây còn chừng té nha. Ôi ơi. Ôi giống ghê ra tướng quá ha. Anh lau công nhí. Thấy hả? Nói quá nói luôn. Con đi ăn sáng với ba không? Rồi thôi để cái chổi đó đi. Rồi. Coi chừng nè, coi chừng. Cái này cao lắm, này cái bạch một cái. Rồi thôi đi, thôi go. Mẹ đem xe ra ngoài rồi. Đi ra ngoài lấy xe đi. Rồi thôi chào ông bà cô chú bác đi, con đi ăn sáng cà phê đây thôi. À lấy cái xe đua của nó. Trời ơi xe chùm mền luôn. Lam bò ghi này chùm mền. Rồi đi go, thôi đi ăn sáng với ba nè. Rồi 1, 2, 3, đi. Chưa ăn cái bột. Sáng nói dữ vậy trời. Cái xe đó của ông ngoại nha. Xe độ của ông ngoại nha, xe điện của ông ngoại nha. Rồi,
Rồi thôi được, trang bị đồ này là ba việc rồi đó, chuẩn bị đi làm trợ lý sản xuất chương trình tương rau. Đây, rồi rồi. Có cái súng. Có cái súng nước nữa, bắn súng nước. Có cái súng nước. Bắn cho mát. Ủa. Ui. Thôi được chưa? Thôi đừng đi vô trong kho nha, rồi. Đi, lên xe, mẹ ổng lên xe nè. Rồi thôi đi đi. Ok, ừ, bye nè, bye. Lên xe ổn ổn con. Ừ? Bị gì vậy? Ừ. Thôi giờ đi chưa? Lái xe đi. Ừ. Rồi thôi bye bye nha, tạm biệt ông bà cô chú nghe. Rồi thôi đi.